đã quay trở lại với kênh xe đạp thể thao VIP. Và rất cảm ơn quý anh chị đã dành tình cảm cho kênh thời gian vừa qua. Để đáp lại tình cảm của quý anh chị thì ngày hôm nay em sẽ đưa đến một phiên bản xe đạp đua hot nhất hiện nay. Đó chính là phiên bản xe đạp đua Đức Sava X9.1R7000. Anh chị nào đã sở hữu em nói rồi thì đừng ngại cho em xin ít phản hồi về em nó nhé. Còn nếu anh chị nào chưa sở hữu thì nhanh tay lên, hãy mang nó về nhà sở hữu ngay thôi. Cho anh chị nào chưa biết thì phiên bản xe đạp đua Đức Sava X9.1R7000 này mang cho mình 4 màu tuyệt đẹp: đen, đỏ, bạc titan và trước mắt em là màu Champion siêu hot. Với cấu hình carbon cao cấp, thiết kế đầu điểm cá mập giúp xe trông năng động hơn, khỏe khoắn hơn. Và càng xe được làm bởi carbon Toray T800, có thiết kế khí độc học và có tem chứng nhận UCI chuẩn quốc tế. Cọc yên thì thiết kế đẹp tạo nên sự đồng bộ với đầu xe. Yên xe khá sang, có lỗ khóa thiết kế này giúp cho người điều khiển dễ chịu, thoải mái hơn. Tay để lắp Shimano 405R7000 carbon 2x11 tốc độ, giúp cho xe đi mướt hơn, êm hơn. Tay lái, cổ lái làm bởi lọc kim cương với điểm cố từ nhà Sava. Gạt đĩa, đùi đĩa, gạt lít đều từ nhà Shimano, và cho những phát thảo cho biết thì thương hiệu Shimano đến từ Nhật Bản và rất có vị thế trên thị trường quốc tế. Với một phiên bản xe đạp đua có thiết kế và có ngoại hình thể thao siêu mạnh mẽ như thế này mà giá của em nói hiện tại đang còn có 20.900.000 đồng, rẻ hơn giá của nhà sản xuất đưa ra gần 6 triệu đồng, có phải là giá rẻ giật mình đúng không ạ? Quý anh chị còn chần chờ gì mà không nhanh tay để sở hữu em nó ngay bây giờ thôi. Bên em hiện tại đang bán cọ online nữa, thế nên nếu như anh chị nào ở xa em quá thì đừng ngại, cứ mua xe đi, bên em sẽ giao hàng tận nơi, mình sẽ được nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Mọi thắc mắc của anh chị về xe hoặc bất kỳ điều gì thì anh chị hãy để lại comment, còn không thì hãy liên hệ trực tiếp với số hotline đang để bên cạnh, bên em sẽ giải đáp thắc mắc của anh chị ngay thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.